Anh ơi, mình chơi đánh bài đi. Ok. Nếu em thắng, em muốn được ăn pizza. Nếu anh thắng, chúng mình chia tay đi. Anh đánh trước đi. 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10 RPK. Đi. Con heo. Ba đôi thông. Thôi, em thua rồi. Em đi đây. Nếu cảm thấy bản thân không còn được trân trọng nữa, thì tôi sẽ tự khắc rời đi.